Xin thân ái chào tất cả các quý thờ tới Chúa và anh chị em. Cảm ơn Chúa, Chúa chúng ta thật tuyệt vời. Hôm nay tôi được cảm thúc bởi vì tôi nhìn thấy nhiều khi trong sự cầu nguyện của chúng ta mà chúng ta ai nấy đều mong muốn được Chúa nhậm lời. Và có những khi chúng ta không thấy Chúa nhậm lời và chúng ta cảm thấy mệt mỏi trong cái sự cầu nguyện của mình. Và tôi muốn gửi chúng ta đến sứ điệp hôm nay, đó là chín yếu tố cần thiết khiến lời cầu nguyện nhậm. Chín yếu tố cần thiết khiến lời cầu nguyện được nhậm. Chúng ta nên biết thế này, có những lời cầu nguyện Chúa nghe và nhậm lời, nhưng có những lời cầu nguyện Chúa không hề nghe và Ngài quánh mặt qua đi, Ngài bịt tai, Ngài không nghe. Bởi vì Chúa là đấng có nguyên tắc. Cho nên khi mà chúng ta hiểu Chúa là đấng có nguyên tắc thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta không đáp ứng được những nguyên tắc của Chúa thì cái lời cầu nguyện chúng ta sẽ không được nhậm. Nào tôi trong từ nhỏ tới lớn thì cũng được nói rất nhiều giữa ân điển và luật pháp, và trong những năm rất là gần đây, cũng không gần lắm, thì cái phong trào về ân điển hay là có số người gọi là siêu ân điển được bùng nổ lên và nhiều người đeo đuổi và nhiều người được được khích lệ bởi vì những sự dạy dỗ này và họ cảm thấy họ không còn bị định tội nữa. Nhưng mà dầu sao đi chăng nữa, những cái nhu cầu, những nan đề, những lời cầu nguyện của họ vẫn không thấy sự trả lời. Và tôi muốn chúng ta nhìn thấy trong tất cả mọi sự cần có cái sự quân bình khi mà chúng ta đến với Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta hiểu biết được Chúa là đấng có nguyên tắc, mặc dù Ngài rất là yêu thương, Ngài giàu lòng thương xót, Ngài hay ban ơn trọng đón vận trọng giận vân vân, nhưng mà Ngài đấng có nguyên tắc. Và trong nguyên tắc của Chúa nó có những cái trật tự của Chúa, và chúng ta thấy Chúa dựng nên tất cả mọi sự trong trật tự của Ngài, trong vũ trụ và trong tất cả mọi điều Chúa đều có những trật tự của Chúa. Cho nên nếu như Chúa nói trong châm ngôn đoạn 22 câu 4 là phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ Chúa là giàu có, vinh dự và sự sống. Rồi Chúa nói rằng phần thưởng của khiêm nhường và kính sợ Chúa là giàu có, vinh dự và sự sống. Có nghĩa là nếu mà một người nào đó muốn được giàu có, vinh dự, sự sống thì yếu tố cần thiết đó là sự đòi hỏi nơi Chúa, đó là khiêm nhường và kính sợ Chúa. Và chúng ta không thể nào mà có được những cái điều mà chúng ta muốn nếu như chúng ta không đáp ứng được cái nguyên tắc của Chúa. Tôi muốn đưa chúng ta ở tại đây, đó là tại sao có những lời cầu nguyện được thấu đến với Chúa và có những lời cầu nguyện không thấu đến với Chúa. Thậm chí cái lời chúc phước của chúng ta nó cũng thấu đến với Chúa và Chúa nhậm lời chúc phước chúng ta, nhưng mà có những lời chúc phước Chúa không có nhậm. Nào trong thời kỳ của vua Ezechia, trong sự ký nhì đoạn 30 câu 20 bảy đó, thế này: bây giờ những người Lê-vi tế lễ đứng lên chúc phước cho dân chúng, lời chúc phước của họ được nhậm và lời cầu nguyện của họ thấu đến nơi ngự thánh của Chúa đến tận trời. Tại đây những người thầy tế lễ họ đứng ra và họ chúc phước cho dân sự Chúa và họ giơ tay lên chúc phước, và khi cái lời cầu nguyện chúc phước này của họ chúc phước đó, thì Chúa nhậm lời cái sự chúc phước đó và Chúa nhậm lời luôn cái lời cầu nguyện của Chúa, và từ trên nơi nơi thánh của Chúa Chúa nhậm lời. Chúng ta cũng nhìn xem lời cầu nguyện của Aga và của Ismael. Chúng ta thấy ở thế này trong Sáng thế ký đoạn 21, khi mà bà vợ của Abraham, tổ mẫu của chúng ta, bà đuổi Aga ra khỏi nhà. Và khi đuổi Aga ra khỏi nhà thì Aga đi rồi, không có nước uống, bầu nước đã hết. Và bà tức tiếng khóc lóc và kêu cầu.
Từ Chúa. À, nhưng mà Chúa không nghe. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc của đứa bé, nên một thiên sứ của Chúa từ trời gọi Aga. Aga, có việc gì thế? Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa bé khóc tại chỗ nó đang nằm. Hãy đứng lên đỡ nó, lên bồng nó trên tay, vì ta sẽ làm cho nó thành một nước lớn. Rồi Đức Chúa Trời mở mắt Aga, và Aga thấy được giếng nước, đến múc nước và đem cho đứa trẻ uống. Có nghĩa là cái tiếng kêu cầu, tiếng khóc của đứa bé Ismael này đó, thấu đến với Chúa, và Chúa thay sự sứ Chúa đến và chỉ cho Aga chỗ nào có nước. Nhưng mà cái lời khóc của Aga cho con mình không không có gì xảy ra cả. À, cho nên chúng ta thấy rằng có những lời cầu nguyện Chúa nhậm, nhưng lời cầu nguyện Chúa không nhậm. Và lý do những lời cầu nguyện, chúng ta sẽ nói đến điều này, nhưng mà chúng ta sẽ đưa một cái câu thánh tại đây trong Giật cờ đồng 4 câu 3: anh em cầu xin mà không nhận được, vì anh chị em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình. Như vậy đây cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa mà với một cái động cơ không có đúng đó, thì cái lời cầu nguyện chúng ta Chúa không có nhận. Ok, như vậy chúng tôi muốn đưa chúng ta một cái điểm đầu tiên, đó là có những lời cầu nguyện được nhận, như lời cầu nguyện không được nhầm. Như vậy để làm sao, cái yếu tố nào mà chúng ta cầu nguyện để Chúa nhầm? Thứ nhất, chúng ta phải ở đúng vị trí Chúa đòi hỏi. Như chúng ta nói là Chúa là đấng có nguyên tắc và đấng trật tự. Ngài không vì bất cứ ai mà bẻ cong nguyên tắc của Ngài. Ngài không vì ai mà vi phạm chính nguyên tắc mà Ngài đã đặt ra. À, chúng ta hãy chốt điều này. Ngay cả chính Đức Chúa Trời, khi mà Ngài đã dựng nên Adam và Eva, Ngài ban cho họ cái vườn Eden, và khi họ khi Adam phạm tội và Chúa nói chết thì họ phải chết. Nhưng mà Chúa muốn cứu dòng dõi của Adam thì Chúa Giêsu phải xuống thế gian này, Ngài phải trở thành người để chết thay cho nhân loại. Chúa không vì cái chuyện này mà Đức Chúa Trời nói ta tha thứ tội cho ngươi và ta phục hồi ngươi lại. Không, Chúa không có được này. Cho nên khi theo Chúa, chúng ta cần học những cái nguyên tắc để mà đời sống thuộc linh của chúng ta được Chúa nhậm lời, và chúng ta nhận được những gì mà Chúa hứa dành cho chúng ta. Vậy cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta ở trong vị trí đúng. Và trong vị trí đúng này, nó có hai vị trí mà chúng ta cần có. Vị trí thứ nhất đó là vị trí thuộc linh. Tất nhiên là chúng ta phải bước, chúng ta ở với đúng vị trí thuộc linh thì Chúa mới nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Trong Jeremy đoạn 29 câu 11 câu 14 như thế này, Chúa phán: vì ta biết rõ chương trình ta hoạch định cùng cho các ngươi, ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Chúa, ta có chương trình bình an, chương trình thịnh vượng, không phải tai họa, ta ban cho ngươi một tương lai đầy hy vọng. Câu 12: khi, tức là điều kiện, khi các ngươi kêu cầu ta, khi các ngươi đến với ta và nài khẩn ta, ta sẽ nhậm lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Chúa phán, ta sẽ cho các ngươi gặp được ta sẽ phục hồi các ngươi. Như vị trí thuộc linh ở đây có nói đến điều gì? Chúng ta muốn Chúa nhậm lời chúng ta, Chúa muốn phục hồi chúng ta, gia đình chúng ta, tài chánh chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta muốn Chúa phục hồi chúng ta phải ở vị trí đúng. Đó là vị trí gì? Chúng ta tìm kiếm Chúa cho đến khi chúng ta gặp Ngài. Chúng ta tìm kiếm Chúa phải cách hết lòng. Đó là vị trí thuộc linh chúng ta có. Chúng ta muốn Chúa nhậm lời chúng ta, Chúa đòi hỏi chúng ta phải ở trong vị trí thuộc linh này. Cho nên ở trong vị trí thuộc linh này đó, chúng ta thấy rằng Chúa đòi hỏi chúng ta trong Hebrew đoạn 11 câu 6: không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và Ngài tưởng thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Đó là vị trí thuộc linh. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta xin Ngài điều gì đó, chúng ta phải biết rằng, chúng ta phải tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài đấng hằng sống, Ngài hiện hữu, và Ngài đấng ban thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Đó là vị trí thuộc linh. Trong vị trí trục linh này, chúng ta nên nhớ rằng Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của người có tội. Hebrew 4 câu 16: vậy chúng ta hãy vững lòng đến với ngôi ân điển để được thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Chúng ta đến với Chúa qua Chúa Giêsu Christ. Giăng đoạn 9 câu 31 thế này: chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không nghe những kẻ có tội, nhưng nếu ai kính sợ Ngài và làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe người ấy. Có nghĩa là Chúa không lắng nghe người có tội, nhưng mà Ngài lắng nghe những người nào
mà kính sợ Ngài và làm theo ý muốn của Ngài. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải xưng tội, Gia Cơ đoạn 5 câu 16 này, xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. Vì khi chúng ta đến với Chúa mà chúng ta không 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 qua Chúa Giêsu, không đến với Chúa trong sự bởi ân điển của Chúa để mà được Chúa thương xót, Chúa giúp đỡ chúng ta đó, thì cái lời cầu nguyện chúng ta không được nhầm khi chúng ta là người sống trong tội lỗi. Khi chúng ta sống trong sự kiêu ngạo, Chúa sẽ không nhầm lời cầu nguyện của chúng ta. Gia Cơ đoạn 4 câu 16, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Có nghĩa là chúng ta hạ mình xuống thì Chúa mới nhậm lời, còn nếu chúng ta vẫn còn kiêu ngạo, Ngài sẽ không nhậm lời chúng ta. Chúng ta hạ mình trước mặt Chúa và nhận biết được rằng chúng ta cần phải ăn năn, cần phải thay đổi. Sự ký nhất đoạn 14, đoạn 7 câu 14 thế này: nếu dân là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm mặt ta và từ bỏ con đường giả ác, thì ta trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi của họ và chữa đất nước họ. Như vậy cái điểm yếu tố đầu tiên để Chúa chữa lành, để Chúa phục hồi được, Chúa thay đổi hoàn cảnh chúng ta, là đó là cái điều mà Kinh Thánh là hạ mình xuống, tự hạ mình xuống và cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện không? Có nhiều người cầu nguyện rất là nhiều nhưng mà Chúa không nghe lời cầu nguyện. Tại sao vậy? Chúng ta thiếu đi yếu tố mà nãy chúng ta nói là trong cái sự ăn năn tội, và kế tiếp là chúng ta hạ mình xuống về cái sự kiêu ngạo của mình. Cho nên phải ở đúng vị trí thuộc linh. Chúa đòi hỏi chúng ta vị trí nào thì vị trí thuộc linh là cái chỗ đầu tiên mà Chúa muốn chúng ta đến với Ngài, trong sự ăn năn tội, trong sự hạ mình tìm kiếm Chúa. Rồi thứ hai, cái vị trí thứ hai mà Chúa muốn của chúng ta đó là vị trí địa lý. Vị trí địa lý, Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ rằng có những nơi chốn Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Khi vua Solomon xây đền thờ, thì cái đền thờ của Solomon, ông cầu nguyện khẩn với Chúa trong sự ký nhì đoạn 6 đó. Thì khi ông cầu nguyện với Chúa, ông dâng cung hiến đền thờ Chúa, ông cầu nguyện với Chúa, ông nói rằng nguyện mắt Chúa ngày và đêm đối xem nhà này, là nơi Chúa hứa đặt danh Ngài tới đó và nghe lời cầu nguyện đầy tớ Chúa hướng về nơi này cầu khẩn. Có nghĩa là Chúa xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi đây, và Chúa ai hướng về nơi này xin Chúa lắng nghe. Xin Chúa lắng nghe lời nài khẩn đầy tớ của Chúa và dân sơn của Ngài hướng về nơi này cầu nguyện. Từ nơi Chúa ngự ở trên trời xin lắng nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Rồi ông mới liệt kê ra những cái điều mà tôi xin chỉ nêu ra vài điểm tại đây mà Chúa muốn chúng ta biết tại đây. Thứ nhất, một trong điều đó là dân Israel khi phạm tội với Ngài bị quân thù đánh bại, và nếu họ trở lại cùng Chúa, nhận biết Chúa và cầu xin nài xin trước mặt Ngài trong đền thờ này, xin Chúa nghe, xin Chúa nhậm lời. Rồi khi mà tai họa đến, tầng trời đóng chặt không có mưa vì dân Israel phạm tội với Chúa, thì Chúa nhậm lời và Chúa ban phước. Và khi nạn đói, nạn dịch, cào cào, châu chấu, v.v. và kẻ thù dây hãm đất nước, và có bất cứ tai họa hay bệnh tật gì mà họ hướng về cái đền thờ này, và họ đến cái đền thờ này cầu nguyện, Chúa nhậm lời. Nếu một người dân Israel mà giơ tay lên khi mà họ gặp tai họa đau đớn gì, họ giơ tay hướng về cái nhà này cầu nguyện khẩn xin bất cứ điều gì thì xin Chúa nhậm lời. Và ngay cả cái người ngoại nữa. Đó tại sao chúng ta thấy Jerusalem có rất là nhiều người vào những ngày đại lễ đó, có rất là nhiều người ngoại họ đến họ dự lễ, không phải chỉ những người Do Thái không, họ đến tại đó cầu nguyện, bởi vì họ khi họ đến đó cầu nguyện Chúa nhậm lời họ. Trong câu 32, sự ký nhì đoạn 6 câu 32 thế này: đối với những người nước ngoài là những người không thuộc về dân sơn của Chúa, nhưng vì được biết đến danh vĩ đại của Chúa và cánh tay quyền năng giơ thẳng của Ngài, họ từ xa đến hướng về đền thờ này và cầu nguyện, thì xin Chúa từ trên trời và nơi ngự của Chúa lắng nghe và làm theo mọi điều người ấy cầu xin, để muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa như dân Israel của Ngài. Và biết rằng đền thờ này con xây bởi danh của Chúa. Và trong sự ký nhì đoạn 7 là một cái chương sau, thì Chúa đáp lời cầu nguyện của Solomon. Trong câu trong đoạn 7 câu 15 thế này: từ nay mắt ta sẽ đối xem, tai ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi này. Cho nên khi mà chúng ta thấy
khi mà chúng ta cầu nguyện ngoài cái địa điểm, vị trí, thuộc linh, nhưng mà đồng thời vị trí, vật lý cũng là nơi mà Chúa nhậm lời cầu nguyện. Đó tại sao chúng ta thấy Daniel nó một ngày, mỗi ngày 3 lần ông mở cửa sổ ra, ông hướng về thành Jerusalem ông cầu nguyện. Ông mở cửa sổ ra, ông hướng về thành Jerusalem cầu nguyện 3 lần. Đó tại sao cuộc đời của Daniel, từ một người mà bị lưu đày cho đến đứng vị trí, luôn luôn đứng vị trí thứ nhì ở trong một quốc gia, tể tướng của quốc gia trong nhiều triều đại, triều đại như vậy. Bởi vì ông hướng về Jerusalem ông cầu nguyện, và khi ông hướng về Jerusalem ông cầu nguyện cho Jerusalem, ông cầu nguyện cho dân thánh của Chúa, ông cầu nguyện gì? Sự mặc khải đến, tiên sứ đến. Cho nên cái địa 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 lý, cái vị trí địa lý cũng rất là quan trọng. Matthew đoạn 6 câu 6 cho chúng ta biết, nhưng khi các con cầu nguyện hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện với cha của con đứng hiện diện trong nơi kín đáo, và cha con đứng nơi thấy nơi kín đáo và ban thưởng cho con. Chúng ta thấy các sứ đồ trong Kinh Thánh cũng Phêrô và Giăng, họ có thể cầu nguyện ở nhà, họ bị bắt bớ mà nhưng họ vẫn đến đền thờ họ cầu nguyện. Rồi ngay cả Phaolô và Sila họ cũng đi đến một cái nơi nào đó để họ cầu nguyện. Cho nên một cái địa danh để mà cầu nguyện, vị trí vật lý cũng rất là quan trọng khi chúng ta muốn cầu nguyện. Tôi có người bạn là mục sư ở Indonesia, và ông làm nghề, trước đây ông làm nghề mà chứng khoán, tất nhiên là đại diện cho một công ty, để mà ai mua chứng khoán thì công ty của ông giới thiệu cho người khác chứng khoán nào nên mua, cổ phiếu nào nên mua, và ông làm công ty rất là nhiều năm. Và thị trường chứng khoán của Indonesia trong thời đó cũng rất là bấp bênh, nhưng mà ông nói rằng cái công ty của ông được nổi tiếng, và ông cái tên của ông đó được đặt ở trong cái danh sách của những người mà gọi là đề nghị giới thiệu về những chứng khoán nào mua, cho nên ai đến để nhờ cố vấn thì trong sự cố vấn của ông. Và ông nói rằng trong một tuần lễ ông cầu nguyện mỗi sáng, cầu nguyện tại nhà, nhưng riêng một mỗi tuần lễ ông lái xe đến cái tháp canh SICC ở tại tháp canh Mexico đó vào lúc 4 giờ sáng, và ông cầu nguyện vào lúc đó. Ông cầu nguyện vài tiếng hồ xong ông về nhà ông đi làm, và Chúa chỉ cho ông biết những cái chứng khoán nào ông nên mua. Và do đó khi mà ông được công ty trọng đãi ông, và một lần kia ông bị bệnh ung thư và ông xin nghỉ, thì trong thời gian điều trị đó ông nói với công ty rằng bây giờ tôi bị ung thư, tôi không thể làm được, cho nên tôi xin từ chức. Và họ nói, công ty nói rằng không, anh không được từ chức, anh vẫn phải có mặt ở trong công ty, tên của anh vẫn còn cái tên là những người giới thiệu về chứng khoán ở trong công ty, và chúng tôi trả lương cho anh mặc dù anh ở trong nhà thương, và công ty anh trả lương cho ông. Rồi không những vậy thôi, và khi mà ông điều trị xong rồi ông mới nói rằng giờ tôi muốn làm mục sư, tôi không muốn trở lại đi làm nữa, Chúa gọi tôi là mục sư. Họ nói không được. Và họ nói rằng là bây giờ đó anh không còn là ở trong công ty nữa, nhưng mà tên của anh vẫn là tên của những người cố vấn ở trong trong cái danh sách của những người mà trong ban điều hành của công ty, và họ vẫn trả lương cho ông. Và ông nói rằng tại sao ông nhận được những chiếc chứng khoán đó, ông đi vào trong tháp canh, ông vẫn cầu nguyện ở nhà nhưng mà ông vẫn đến tháp canh đi cầu nguyện. Và tôi là thường người đi Indonesia, tôi rất là nhiều người tại đó họ cầu nguyện, khi họ vào trong tháp canh họ cầu nguyện về Chúa trả lời, trong đó có cá nhân tôi, trong khi có vợ tôi là một sư thích. Cho nên cái điểm nhất mà chúng ta sẽ nói đến đó là chúng ta ở đúng vị trí Chúa đòi hỏi. Thứ nhất là vị trí thuộc linh, và thứ hai là vị trí địa lý. Và điểm thứ hai mà chúng ta cần có để lời cầu nguyện Chúa nhậm lời chúng ta đó là cầu nguyện nhiệt thành từ đáy lòng. Lời cầu nguyện của chúng ta
phải chạm lòng chúng ta trước khi cái lời cầu nguyện chúng ta chạm lòng Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta nó phải động từ nó đáy lòng của chúng ta trước khi nó đến với Chúa và Chúa nhập lại. Và những anh chị em nào mà nhớ khi mà trong cái buổi bế buổi mà phát bằng iStorm và sau khi phát bằng xong mà tôi và Bộ Sư Kiều cầu nguyện, à, chúng tôi đổ dốc lòng xuống cầu nguyện và Chúa, tôi thấy rằng Chúa thật là vô cùng cần và tất cả những gì ở trong tôi đổ ra để tôi cầu nguyện. À, và tôi thấy là một sự kiện lúc đó cũng giống vậy và anh chị em chúng ta cũng nhận được sự sức giàu trong đó. Tại sao cái lời cầu nguyện mà xuất sắng xuất phát từ đáy lòng của chúng ta đó, à, cái nó khiến cho động đến lòng của Chúa. Bởi vì nếu lời cầu nguyện không chạm đến lòng của chúng ta, nó chỉ là lời cầu nguyện qua loa, lời cầu nguyện sơ sài, à, nó không 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 đến không đến được với Chúa. À, cho nên khi mà lời cầu nguyện chúng ta mà từ đáy lòng chúng ta, tất cả nhiệt thành của chúng ta, đó, cái nó đụng chạm rung động đời sống của chúng ta thì nó đụng chạm đến Chúa và chúng ta có được sự bảo đảm của Chúa, Chúa chắc chắn cũng trả lời cầu nguyện của ta. Chúng ta xem trong Gia Cơ đoạn 5 câu 16 câu 18 thế này. Lời cầu nguyện của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. Tất nhiên là chúng ta đòi hỏi chúng ta phải ở vị trí đúng, rồi chỉ trục linh đúng đó, là công chính đó. À, Eli là con người cùng bản chất như chúng ta. Ông khẩn thiết cầu nguyện. Có nghĩa là ông cầu nguyện một cách khẩn thiết, trong tiếng Anh nó dùng một chữ feel hay là và chữ passion. Tức như cầu nguyện mà mình cảm nhận được và cầu nguyện có một sự có một nhiệt huyết, có sự nóng cháy trong đó. Ông cầu nguyện khẩn thiết cầu nguyện mà lòng ông thôi thúc trong từ đáy lòng của ông ta với sự nhiệt thành đó, và gì ông cầu nguyện xin cho trời đừng mưa thì không có mưa rơi xuống suốt 3 năm, và ông cầu nguyện lại thì trời mưa xuống và đất sinh hoa màu. Chúng ta để ý khi mà tiên tri Eli ông cầu nguyện đó, ông cúi đầu xuống giữa hai đầu gối, ông quỳ gối xuống, cúi đầu xuống giữa hai đầu gối và ông cầu nguyện. Và ông cầu nguyện và ông kêu cái tên đầy tớ của ông đi ra coi coi cái chuyện gì xảy ra. Và mỗi lần cái tên đầy tớ đều trở lại với ông và nó không có gì hết, không thấy gì hết. Nhưng mà khi cái lần cuối mà ông nói đó, chúng ta nhớ ông nói có ông nghe được tiếng mưa, và ông nói với tên đầy tớ nói ông là thấy một cái đám mây như 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 nắm tay vậy nè. Thì họ báo ông và ông nói hãy đi báo cho vua Ahab biết là mưa tới, hãy đi 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 về đi. Có nghĩa là ông được xác quyết ở trong lòng của ông là Chúa đã nhầm lời rồi. Cho nên cái lời cầu nguyện của chúng ta mà nếu chưa chạm được lòng của chúng ta và chưa đến một mức độ mà chạm đến Chúa đó thì cái lời cầu nguyện nó không nhầm lời. Cho nên có những người mà thường đến nhờ người này nhờ cầu nguyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ cầu nguyện không hết lòng, họ cầu nguyện không không đến từ đáy lòng của họ cầu nguyện. Cho nên họ chạy đến người này nhờ đến người kia cầu nguyện. Bởi vì sao? Bởi vì cầu nguyện không tới. Và xin Chúa chúng ta nhìn thấy được cái chìa khóa ở tại đây. Anh nghe cầu nguyện. Sau bên nhất đoạn 1 câu 10 bà sầu khổ, bà cầu khẩn Chúa tuôn tràn mắt, và khi bà cầu nguyện thật lâu với Chúa thì Eli nhìn bà, quan sát bà, vì bà cầu nguyện thầm chỉ mấp máy môi và không nghe được tiếng, nên ông tưởng rằng bà Anne này say rượu, và ông nói với bà còn say đến bao giờ, hãy về giã rượu đi. Anne trả lời thưa Chúa không phải vậy, tôi là phụ nữ có tâm thần khốn khổ, tôi không uống rượu hay những thứ làm cho say, nhưng tôi dốc đổ nỗi lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy không, cái lời cầu nguyện dốc đổ với Chúa, lời cầu nguyện mà trải lòng mình ra trước mặt Chúa, thì điều gì xảy ra? Tiên tri Eli, tiên tri ông thầy tế lễ Eli, ông mới chúc phước cho bà và ông nói tiên tri cho bà luôn, hãy an tâm về nhà. Có gì đó mà khiến cho Haley cảm nhận được rằng cái lời cầu nguyện của này bà này được nhậm lời, là nguyện Đức Chúa Đức Trời của Israel nhậm lời bà khẩn xin. Thì về bà có con. Cho nên chúng ta nhìn thấy là cái lời cầu nguyện của chúng ta nó phải đi tới một cái chỗ nào đó, còn nếu như mà lời cầu nguyện chúng ta chưa tới đó thì chúng ta họ đừng mong có gì cả.
À, cho nên bắt đầu hôm nay xin Chúa giúp cho quý vị và tôi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện đến nơi đến chốn. Cầu nguyện cho đến khi mà bứt phá, cầu nguyện đến khi mình thấu đến tận trời, cầu nguyện đến khi mà Chúa chúng ta thấy được, cảm nhận trong lòng Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của mình rồi. Ừ. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu cầu nguyện trong Luca đoạn 22. Trong cơn rất là đau thương, à, vì Chúa Giêsu biết là Ngài sắp sửa phải lên thập tự giá. Chúa Giêsu làm gì? Thay vì Chúa Giêsu nghỉ ngơi, thay vì Chúa Giêsu tính coi mình phải làm sao, mình đối diện, mình giải quyết chuyện này như thế nào, mình sắp sửa phải lên thập tự giá rồi, mình sẽ đi gặp những người này sẽ bắt mình và đánh đập mình, rồi mình chuẩn bị làm sao, tinh thần của mình làm sao để mà mình đối diện với những chuyện sắp sửa xảy ra. À, hay là Chúa Giêsu suy nghĩ rằng mình sẽ họ sẽ bắt bớ mình, sẽ hỏi câu hỏi nào, họ sẽ tra vấn mình phải trả lời thế nào. Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu không để những chuyện đó quan tâm, mà Ngài cầu khẩn khẩn thiết, và Kinh Thánh này càng khẩn thiết cho đến khi những giọt mồ hôi, những giọt máu rơi xuống. Cầu nguyện xong, Chúa Giêsu lại có một đề mà thấy họ đang ngủ và họ đang ngủ say. Rồi Chúa Giêsu phán họ thế này: sao các con ngủ? Hãy trỗi dậy cầu nguyện để các con khỏi xa vào cám dỗ. Nào, khi mà chúng ta mệt mỏi, khi chúng ta gặp nan đề, khi chúng ta gặp khó khăn, khi chúng ta đối diện với bao nhiêu biến cố xảy ra trên đời sống của chúng ta, cái xác thịt của chúng ta không muốn cầu nguyện. Cái xác thịt chúng ta rất là yếu đuối và nó không làm, không muốn chúng ta cầu nguyện. Dường như chúng ta không đủ khả năng để cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta thấy ở tại đây, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng điều gì? Tâm thần thì muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối. Như vậy có một cái bí quyết cho chúng ta ở đây chỗ này. Dù thân thể yếu đuối, dù xác thịt yếu đuối, nhưng mà chúng ta vẫn dùng dẫn đến và cầu nguyện. Bởi vì khi mà chúng ta cầu nguyện và tâm thần chúng ta mạnh mẽ, nó sẽ cai trị trên sự yếu đuối của mình. Cầu nguyện cho đến khi tâm linh chúng ta mạnh mẽ, con người bên ngoài có thể suy tàn, yếu đuối, mệt mỏi, nhưng mà con người bên trong nó được tươi mới. Và đó là chìa khóa mà giúp Chúa Giêsu đắc thắng, vượt qua tất cả những cái cơn khổ nạn mà Ngài đã chịu. Ngài vượt qua sự đánh đập, Ngài vượt qua tất cả mọi thứ, bởi vì trong cái sự cầu nguyện đó đã làm chuẩn bị sẵn cho Ngài một hành trình để đi lên thập tự giá. Trong cái sự cầu nguyện đó giúp cho Ngài chuẩn bị hành trình để mà Ngài đối diện với bất cứ những chuyện gì xảy ra mà những người Pha-si, những người Sa-đô-xê, những thầy Công giáo mà họ đến để tìm cách để mà vu khống Ngài trước mặt Phi-lát, và ngay cả giác thập tự giá, một con đường dài đi đến tại nơi Golgotha, bị đóng đinh, bị chết, và ngày sau 3 ngày Chúa Giêsu sống lại. Như vậy đây, tôi học được một bài học như thế này, thưa tất cả quý vị anh chị em, quý tôi tớ của Chúa. Chúng ta yếu đuối thật, vâng, chúng ta yếu đuối thật, nhưng mà hãy để cho tâm linh chúng ta mạnh mẽ và tâm linh chúng ta cai trị trên con người yếu đuối của mình. Cho nên hãy để cho con người bề ngoài nó suy tàn thì cứ suy tàn, nhưng mà làm sao cho tâm linh mình càng ngày càng được tươi mới, càng ngày càng được mạnh mẽ trong Chúa. À, cho nên hãy cầu nguyện nhiệt thành từ đáy lòng của chúng ta. Cầu nguyện dù mình không muốn cầu nguyện dù mình mệt mỏi, dù mình thống khổ, dù mình hoạn nạn, dù mình thử thách trăm bề đến với đời sống chúng ta, hãy cầu nguyện dù mình không muốn cầu nguyện. À, và hãy để lời cầu nguyện chúng ta thấu đến tận trời của Chúa, thấu đến trái lòng, như chúng ta thấy là bà Anne đã cầu nguyện với Chúa trong cơn thống khổ, bà trái lòng bà trước mặt Chúa, dốc đổ nỗi lòng bà trước mặt Chúa. Thay vì chán chường, cứ bị chê bai mình không có con, rồi nói xấu nó ốc, rồi nghĩ trong đầu phải trả thù như thế này, nghĩ làm sao phải trả lời thế kia, bớt bớt tất cả mọi thứ, à, chạy đến trái lòng mình với Chúa cầu nguyện. Thứ ba là cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu là chìa khóa để đến nơi nay ngay thi ân của Chúa. Cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu là chìa khóa mở cửa thiên đàng.
Tại sao chúng ta cần cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu? Chúng ta cần hiểu tại sao chúng ta cầu nguyện trong danh của Giêsu. Chúng ta cầu nguyện trong danh của Giêsu là chúng ta cầu nguyện đến cùng Đức Chúa Cha, không phải bởi qua công đức của chúng ta, công bình riêng của chúng ta, không bởi do những việc làm của chúng ta, mà bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Bởi sự thương xót của Trời dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể dạn dĩ đến với ngay ân điển của Chúa, nhận được sự thương xót của Chúa, tìm được ân điển của Chúa giúp đỡ chúng ta kịp thời. Hebrew đồng 4 câu 16. Nhờ Chúa Giêsu mà huyết của Chúa Giêsu chúng ta thì dạn dĩ vào trong nơi chí thánh. Cho nên tại sao chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu? Chúng ta phải hiểu rằng không phải chỉ nhân danh Chúa Giêsu để cầu nguyện được nhận lời, nhưng mà sở dĩ chúng ta nhân danh Chúa Giêsu bởi vì chúng ta biết rằng ngoài Chúa Giêsu chúng ta không thể đến cùng Đức Chúa Cha được. Ngoài Chúa Giêsu cái lời cầu nguyện chúng ta không được nhậm, bởi vì lời cầu nguyện chúng ta được nhậm là bởi vì những công việc làm trọn của Chúa Giêsu trên thập tự giá, công việc làm trọn của Chúa Giêsu khi Ngài được Cha Ngài sai xuống đất này, Ngài sống đời sống mà Đức Chúa Cha muốn Ngài sống trong suốt 30 năm, rồi trong 3 năm chức vụ, và Chúa Giêsu đã chết rồi Ngài sống lại. Những gì mà Chúa đã làm trọn, Chúa Giêsu đã làm trọn cho chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nhân danh Chúa Giêsu là chúng ta nhân danh đấng mà đã làm trọn tất cả những gì cho chúng ta, để chúng ta có thể đến dạng dĩ cùng ngay thi ân của Chúa trong nơi chí thánh đó, và chúng ta tìm được ân điển sự thương xót của Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúa Giêsu nói ở trong văn đoạn 14 câu 12 đến câu 14 thế này: Thật vậy ta bảo các con, người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm và làm những việc vĩ đại hơn vì ta trở về cùng Cha. Chúa Giêsu nói các môn đệ của Ngài họ sẽ làm những việc Ngài làm và những công việc vĩ đại hơn. Và kế tiếp Chúa Giêsu mới nói thế nào? Làm sao họ tới làm việc vĩ đại hơn? Bất cứ điều gì con nhân danh ta cầu xin, ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh trong con. Bất cứ điều gì con nhân danh ta cầu xin thì chính ta sẽ làm cho. Một lời hứa vô cùng quyền năng, một lời hứa vô cùng quyền năng đến độ mà Chúa Giêsu có nói chúng ta sẽ làm việc Ngài làm và làm việc vĩ đại hơn nữa, bởi vì chúng ta cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu thì Cha sẽ làm cho chúng ta và Chúa Giêsu cũng sẽ làm cho chúng ta. Giăng đoạn 16 câu 23 24 thế này: Thật ta bảo các con, bất cứ điều gì con cầu nguyện xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta ban cho các con. Đến bây giờ các con chưa từng nhân danh ta cầu xin điều gì, hãy cầu xin đi, các con sẽ được nhận và để niềm vui các con được trọn vẹn. Cho nên khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu thì bởi vì nhân danh Chúa Giêsu cho nên Đức Chúa Cha nhậm lời cầu nguyện cho ta, để lời cầu nguyện của chúng ta được trả lời và chúng ta có được niềm vui trọn vẹn. Cho nên thứ nhất mà chúng ta nói đến đó là chúng ta phải ở đúng vị trí thuộc linh, vị trí địa lý, chúng ta cầu nguyện nhiệt thành, xuất sẵn từ trong đại lòng của mình. Và thứ ba chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Thứ tư là chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa. Lời cầu nguyện chúng ta theo ý Chúa nó sẽ là một mùi hương dâng lên Chúa và sẽ mau chóng được nhậm lời. Thi Thiên 141 câu 1 câu 2: Lạy Đức Chúa Trời, con cầu khẩn Ngài mau mau đến cùng con. Khi kim con kêu cầu, xin lắng nghe tiếng con. Nguyện lời cầu nguyện con như hương thơm dâng lên trước Chúa và tai con dơ lên như tế lễ buổi chiều. Kinh Thánh cho chúng ta biết cái lời cầu nguyện của chúng ta đó, kêu cầu trước mặt Chúa là một lời cầu nguyện nó phải có mùi thơm dâng lên Chúa. Và nếu chúng ta tôi tiếp thêm 141 thì có những yếu tố và ông nói đến cái đời sống của ông trong ý muốn của Chúa. Cho nên chúng ta cần đặt câu hỏi là tại sao Chúa phải nhậm lời cầu nguyện của tôi? Đừng cầu nguyện của tôi có đúng ý Chúa không? Chúng ta phải hỏi câu hỏi này. Khi cầu nguyện chúng ta phải nêu lên lý lẽ với Chúa, lý lẽ đó phải được thuyết phục, nó phải đúng ý muốn của Chúa để Chúa trả lời cầu nguyện của chúng ta. Ê-sai đoạn 41 câu 21 thế này: Đức Giê-hô-va phán, hãy trình vụ kiện của các ngươi, hãy đưa lý lẽ của các ngươi. Chúng ta đến với Chúa, Chúa muốn các ngươi muốn thì nhậm lời cầu nguyện của các ngươi phải không? Được rồi,
trình bày vụ kiện của các ngươi đây, đưa cái vấn đề của các ngươi đây, đưa lý lẽ của ngươi ra. À, Ê-sai 43 câu 26 thế này, hãy nhắc lại cho ta nhớ, chúng ta hãy tranh luận với nhau, hãy đưa lý lẽ ra để chứng tỏ con đúng. Nếu con chứng tỏ là con đúng thì lời cầu nguyện con sẽ được nhận. À, Ê-sai đoạn 1 câu 18 câu 20, đây là câu mà chúng ta thường quen biết. À, Đức Giê-hô-va phán đến bây giờ để chúng ta biện luận với nhau. Dù tội ngươi đỏ như son sẽ trở nên trắng như tuyết, dù đỏ thẫm như vải điều sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu ngươi sẵn lòng vâng lời thì sẽ ăn được sản vật tốt lành của đất. Nhưng nếu các ngươi khước từ và nổi loạn, các ngươi sẽ bị hủy diệt bởi gươm vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. À, Chúa muốn nói cho dân Israel cái điều gì? Nếu mà họ trong sạch, họ ngay thẳng, họ xưng tội với Ngài, họ được tha thứ, thì Ngài sẽ tha thứ tội họ. Mà nếu họ sẵn lòng vâng lời thì sao? Họ sẽ ăn được sản vật tốt của đất. Nếu họ khước từ và nổi loạn thì sẽ bị hủy diệt bởi gươm. Như vậy cho chúng ta thấy rằng những người mà đến với Chúa phải chứng minh mình, phải biện luận mình với Chúa, phải đưa lý lẽ mình với Chúa để làm sao Chúa nhậm lời cầu nguyện của con. Chương nhất đoạn 5 câu 14 câu 15 thế này, đây sự bảo đảm chúng ta sẽ đến gần Đức Chúa Trời, ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài, xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta đã có được điều mình đã xin Ngài. Như vậy ở đây cho chúng ta biết là nếu mà chúng lời cầu nguyện chúng ta đúng ý muốn của Chúa, lời cầu nguyện chúng ta có một vị trí đúng, vị trí thuộc linh lẫn thuộc thể, lời cầu nguyện của chúng ta xuất phát tận đáy lòng của chúng ta, lời cầu nguyện chúng ta phải là cầu nguyện theo cầu nguyện trong danh của Jesus, lời cầu nguyện chúng ta đúng ý Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ nghe, và chúng ta biết chắc chắn Ngài sẽ lời cầu nguyện chúng ta. Vậy chúng ta hãy trình dâng lý lẽ của chúng ta nhậm lời để Chúa nhậm lời. Hãy xem những người trong Kinh Thánh mà họ trình lý lẽ của họ với Chúa, và Chúa nhậm lời cầu nguyện của họ. Còn nay, Công vụ đồng 10 câu 4. Còn nay nhìn chăm chăm thiên sứ đến gặp ông và nói chuyện với ông, và ông run sợ, ông nói với Chúa: "Thưa Chúa, có việc chi?" Thiên sứ bảo: "Các lời cầu nguyện và việc cứu tế của ngươi đã thấu đến và được ghi nhận trước mặt Đức Chúa Trời." Kinh Thánh cho biết rằng cái lời cầu nguyện của ông, việc làm điều thiện, việc lành của ông thấu đến với Chúa, được Chúa ghi xuống. Và Chúa chọn cậu ngay là cái người đầu tiên dân ngoại để tin lành được 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 giảng ra, người đầu tiên, người ngoại đầu tiên nghe phúc âm, được nghe tin lành và được cứu là cậu này. Như vậy chúng ta thấy rằng Chúa luôn luôn chọn những cái con người nào mà Ngài thấy làm theo ý muốn của Ngài, và Ngài đến và nhậm lời cầu nguyện của họ. Chúng ta nghe lời cầu nguyện mà Chúa nhậm lời của Anne. Tại sao Anne được Chúa nhậm lời cầu nguyện? Cho nên nếu mà chúng ta đối với Chúa cầu nguyện mà chúng ta mà không thuyết phục được Chúa về cái lời cầu nguyện, tại sao Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không thấy được cái sự trả lời. Sau nhất đoạn 1 câu 11, bà khẩn nguyện lại Đức Giê-hô-va vạn quân: "Nếu Ngài đối xem nỗi sầu khổ của tôi tới Ngài, nếu Chúa đối xem nỗi sầu khổ của con, nhớ lại con không quên ban cho tớ gái Ngài một con trai, thì con sẽ hướng dâng hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó." Tại sao Chúa ban cho bà đứa con? Tại sao ngoài Samuel ra mà Chúa còn trong thân bà 4 5 người con nữa? Tại sao? Kinh Thánh nói rõ rằng là bởi vì lời cầu nguyện của bà đẹp lòng Chúa. Chúa ơi, con dâng đứa con này cho Chúa. Suốt cuộc đời nó sẽ hầu việc Ngài. Và tôi nói muốn nói chúng ta biết rằng lắm khi chúng ta cầu nguyện: "Chúa ơi, cứu chồng con, cứu vợ con, cứu con cái gì đó." Và nếu chúng ta không thuyết phục được cái lời cầu nguyện đó, Chúa sẽ không nhận lời cầu nguyện chúng ta. Tôi nhớ năm tới 36 tuổi rồi tôi chưa lập gia đình. Và trong chưa lập gia đình đó thì tôi
thấy dường như những cánh cửa tình cảm hôn nhân không có chỗ nào mà mở cửa cho tôi cả. Và tôi trăn trở điều này và tôi nói với Chúa, tôi cầu nguyện Chúa. Trước tôi cũng cầu nguyện nhưng mà không thấy gì cả. Tôi bắt đầu đến với Chúa, tôi cầu nguyện: Chúa ơi, con muốn hầu về Chúa và con đã được Chúa gọi để con hầu về Chúa. Mà nếu vợ con mà cái người mà con chọn đó, người đó không cùng con hầu về Chúa đó, thì chức vụ con cái như sao? À, tôi đến với Chúa, tôi trình bày lý lẽ của Chúa. Chúa phải cho con người vợ và người đó phải đồng công với con hầu với à. Thì Chúa nhậm lời cầu nguyện của tôi như tôi đã chia sẻ. Chúng ta ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu 10: sư tử tơ còn bị đói và kém, nhưng là tìm kiếm Đức Giê-hô-va chẳng thiếu của tôi gì, và Chúa cho tôi là đó, và một năm sau tôi lập gia đình. Chúng ta phải trình bày tại sao, nếu mà chúng ta muốn có chồng muốn có vợ, Chúa ơi con, tại sao con muốn có chồng có vợ, và có chồng có vợ để làm gì? Mặc dù Chúa nói chúng ta là ai tìm được điều vợ là muốn tìm được điều phước, nhưng mà tại sao chúng ta tìm người vợ, tại sao chúng ta cầu xin Chúa có cho người chồng, tại sao chúng ta cầu nguyện Chúa thay đổi con của con, Chúa thay đổi chồng của con? Nếu chúng ta cầu nguyện Chúa ơi, xin thay đổi chồng của con hay vợ của con, mà chúng ta chỉ cầu nguyện Chúa thay đổi chồng con vợ con bởi vì nó làm con mệt mỏi quá, con không đi nhà thờ được con đó, à nó sẽ khác. Không sao, có thể không sẽ có gì xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi con muốn vợ chồng con đi hầu với Chúa, và ngày hôm nay con đang hầu với Chúa mà chồng con cản trở con hầu Chúa, con muốn Chúa cứu chồng con để chồng con và con chúng con cùng nhau hầu Chúa, tôi tin chắc là cái lời cầu nguyện Chúa nhận lời. Tại sao vậy? Cái lời cầu nguyện nó đẹp lòng Chúa, nó không đến từ nơi cái sự mệt mỏi, nó không đến từ nơi cái gánh nặng trên đời sống của chúng ta. Chúa ơi con cầu nguyện con nó không tin Chúa, nó đi chơi với bạn bè, nó quậy phá quá. Nếu ta cầu nguyện Chúa nó đừng quậy phá, trên tin Chúa trở lại, nó là một việc. Nhưng mà nói: Chúa ơi, con cầu nguyện dâng con cho Chúa, xin Chúa sử dụng nó, xin Chúa nó đi khắp nơi giảng tin lành, xin Chúa dùng nó để mà giúp đỡ những giới trẻ, giúp đỡ gì, chúng ta dâng Chúa cho nó, cho Chúa, mà chúng ta cầu nguyện giống như anh em, chúng ta sẽ xem Chúa làm gì cho con cái của mình. À, tôi xin thưa với chúng ta là nếu chúng ta cầu nguyện mà đúng ý muốn của Chúa, là cầu nguyện cho đem lòng Chúa đúng với mục đích đời đời của Chúa: Chúa ơi con cầu nguyện cho vợ chồng con, ô Chúa giờ này con đi hầu với Chúa, con đi nơi này nơi kia, con luôn làm chứng cho người này kia, chồng con nó không không nó không nó cản trở con, nó không muốn con đi, Chúa ơi con muốn đi hầu Chúa, xin hãy khiến chồng con được thay đổi, và không chỉ thay đổi, nó đầu phục Chúa hoàn toàn, và nó cùng con đi bất cứ nơi nào Chúa sai cho chồng con đi hầu Chúa, con đi với chồng con, chúng ta sẽ Chúa làm cho chúng ta. Ai muốn cầu nguyện Chúa có vợ, ai muốn cầu nguyện Chúa có chồng, hãy đưa lý lẽ ra trước mặt Chúa, và lý lẽ đó phải thuyết phục Chúa, động lòng Chúa. À, chúng ta xem một lời cầu nguyện khác Sự ký nhì đồng 32 câu 20: Bây giờ vua Ê-xê-chia và tiên tri Ê-sai con trai A-mốt cầu nguyện về việc này. Họ cầu khẩn đến tận trời. Họ cầu nguyện chuyện gì? Họ cầu nguyện bởi vì Sanchirip đến và muốn tấn công họ, hăm he họ và nói những lời nhục mạ về Chúa. Và họ đến, họ trình bày tất cả những, họ biện luận với Chúa, trình bày những lý lẽ này với Chúa. Về những việc mà Sanchirip đã làm. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái lời cầu khẩn của họ thấu đến tận trời. Và Kinh Thánh, Chúa sai một thiên sứ tiêu diệt tất cả binh sĩ, những người lãnh đạo chỉ huy trong trại quân Assyri, khiến họ phải rút lui một cách nhục nhã trở về xứ. Còn riêng vua Aram, ông trở về đền thờ của mình, vài đứa con của ông đã giết vua bằng gươm. Tôi xin thưa chúng ta một cái lời cầu nguyện mà ít khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không cầu nguyện với Chúa trong một cái tinh thần của sự biện luận. Và cái biện luận của chúng ta không, có thể chúng ta có biện luận, nhưng mà biện luận chúng ta không đủ để thuyết phục Chúa. Bắt đầu hôm nay xin Chúa cho chúng ta cái lời cầu nguyện để thuyết phục Chúa. À, một lời cầu nguyện nữa của ta bị cầu nguyện của các bà cho ta bị tha. Trong công vụ đoạn 9 câu 36 đến câu 39 thế này: Là Giô-bê có một người nữ môn đồ tên là Tabitha, còn gọi là Đô-ca. Bà làm nhiều việc thiện và hay bố thí. Để ý nha, bà làm nhiều việc thiện và bố thí. Trong những ngày ấy, bà bị bệnh và chết. Người ta tắm rửa xác bà và đặt trong phòng cao. Các môn đồ nghe tin Phi-e-rơ đang ở tại Lida đến gần Giô-bê, nên sai hai người đến thỉnh cầu ông, xin mời ông đến gấp.
Phi-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi đến nơi, người ta dẫn Phi-rơ đến phòng cao. Tất cả các bà quá đều đứng bên ông mà khóc. Họ đưa cho ông xem bao nhiêu áo choàng quần áo khác mà Đô Ca đã may cho họ lúc bà còn sống. Những người này đưa lý lẽ với Führer. Sứ đồ Führer ơi, bà Tabitha này là một người làm việc thiện, bà bố thí, bà giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều, bà làm rất là nhiều việc cho chúng tôi là những người quá bụa. Bây giờ này bà đã mất rồi, bà về với Chúa rồi, nhưng mà xin ông hãy cầu nguyện để bà sống lại, bởi vì chúng tôi cần có bà, bởi vì tôi rất là thương bà và tôi không muốn bà đi về với Chúa quá sớm. Xin ông hãy cầu nguyện cho bà sống lại. Và điều gì đã xảy ra? Phi-rơ quỳ gối xuống và ông cầu nguyện. Và sau đó ông đứng lên và ông kêu Tabitha hãy trỗi dậy. Thì Tabitha trỗi dậy và sống lại. Ôi, xin thưa với tất cả chúng ta rằng hôm nay chúng ta cần học bài học về cầu nguyện. Giải trình với Chúa, biện luận với Chúa. Nêu những lý lẽ chúng ta với Chúa. Nhắc nhở Chúa. Và hãy nhớ rằng lý lẽ chúng ta phải được Chúa thuyết phục. Chúng ta hãy đặt mình vào câu hỏi, đặt mình vào vị trí của Chúa để tìm câu trả lời. Nếu chúng ta cầu xin Chúa để cho chúng ta giàu có, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi mình là Chúa, tại sao tao phải ban cho con giàu có? Con muốn giàu có để làm gì? Và nếu câu trả lời của chúng ta, Chúa ơi, con giúp đỡ người nghèo, con yêu những người cô nhi, con lo công việc Chúa, con có bao nhiêu con dâng hết người này, con dâng hết nơi kia, và con muốn thấy được những cô như vậy được xảy ra, con muốn trường Kinh Thánh được mở ra, con muốn nhiều giáo sĩ để đi ra hầu Chúa mà con thiếu tiền, Chúa ơi, xin nhậm lời cầu nguyện con, ban cho con nhỏ con bằng cách nào đó. Còn nếu chúng ta nói là Chúa ban cho con giàu có, mà con muốn nhà đẹp cho con đi học, cuộc sống con thoải mái, có xe của con nó bị hư và con cần xe mới, xe đẹp, chúng ta cầu nguyện câu đó coi con sẽ có gì, hay là chúng ta cầu nguyện Chúa, Chúa xin Chúa chữa bệnh cho con. Và câu hỏi mà chúng ta hỏi Chúa, tại sao con muốn được lành bệnh, con muốn lành bệnh để làm gì, để sống với vợ chồng con hay sống hạnh phúc với con cháu con hả? Mặc dù cái điều của chúng ta đưa đúng, nhưng mà nó phải đưa đến một cái chiều kích để mà thuyết phục Chúa, và Chúa muốn chữa lành cho chúng ta. Chúa ơi, có nhiều người hư mất lắm Chúa. Bà con dòng họ con có nhiều người chưa tin Chúa. Ô, cái làng đó, nguyên cái vùng đó, Chúa ơi, có nhiều người họ không biết tay trái tay phải là gì. Chúa ơi, con muốn giáng tin lành cho vùng đó. Rồi bảo đảm cho nếu là cầu nguyện chúng ta như vậy, Chúa chúng ta sẽ tiếp cuộc Chúa. Như nãy tôi nói, chúng ta cầu nguyện Chúa. Chúa sẽ trả lời chúng ta rằng, Chúa ơi, Chúa thay đổi chồng vợ con. Tại sao ta phải nhậm lời cầu nguyện cho con và để thay đổi chồng con, thay đổi vợ con? Tại sao ta phải cứu họ? Tại sao ta phải thay đổi gia đình của con? À, chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, Chúa con cầu nguyện chúc phước cho một vụ con, ban cho con hội thánh lớn. Tại sao? Nói, Chúa con đi giảng tin lành, con đi chăm sóc người này, chăm sóc người kia, con nào nào mà Chúa ơi, con làm nhiều việc nhưng mà không có kết quả nhiều. Con cần có những nhân sự, cần có người có ơn, có tài, cần những người trung thành. Chúa ơi, xin cho con những con người này để con thêm xây dựng hội thánh và làm và cứu nhiều linh hồn người mất. Khi chúng ta có cái đó, chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta. Amen. Điểm thứ năm là cảm tạ, ngợi khen và vui mừng cho Chúa. Chúng ta đã có nghe bài này qua. Philip đoạn 4 câu 6 câu 7: đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin, cảm tạ và trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của trời là bình an vượt trên mọi sự biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Christ Jesus. Tại sao khi chúng ta cầu nguyện đó, trong sự cầu nguyện của chúng ta đó, nếu thiếu đi cái sự cảm tạ, thiếu đi cái sự ngợi khen cho Chúa đó, chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Bởi vì cái tập chú của chúng ta là về nan đề của mình. Nhưng nếu chúng ta ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, bởi vì chúng ta biết Chúa là ai, Ngài đấng vĩ đại như thế nào, Ngài quyền năng như thế nào, Ngài đã làm mọi sự như thế nào, cả vũ trụ này do Ngài dựng nên, tập chú về Chúa thì lòng của chúng ta, tâm trí chúng ta sẽ được bình an. Nó sự bình an của Chúa sẽ cai trị tấm lòng của chúng ta, vượt qua mọi sự biết, vượt qua những khó khăn, những nan đề mà trước mắt chúng ta không biết giải quyết cách nào. À, ngợi khen rất là quan trọng, cảm tạ Chúa, vui mừng trong Chúa rất quan trọng.
Ê-sai đoạn 12 câu 3 câu 6: các ngươi hãy vui mừng múc giếng nước từ sự cứu rỗi. Vào ngày ấy các ngươi sẽ nói cảm tạ, hãy cảm tạ Chúa, hãy cầu khẩn danh Ngài, hãy công bố có công việc của Ngài giữa các dân, hãy tuyên dương rằng danh Ngài là đấng đáng tôn trọng. Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài đã hành động một cách vinh quang, hãy công bố điều này cho cả trái đất. À, chúng ta vui mừng thì chúng ta sẽ múc được từ giếng cứu rỗi. Nếu chúng ta vui mừng, chúng ta múc được từ giếng của sự cứu rỗi, Chúa sẽ cứu chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa, tôn ngợi danh thánh của Ngài, bởi vì Chúa đáng tôn trọng. Thì Chúa sẽ cứu chúng ta, Chúa sẽ nhắm lời cầu nguyện chúng ta, Chúa sẽ phục hồi cầu nguyện chúng ta, cuộc đời chúng ta. Nào, Kinh Thánh có một câu chuyện rất đặc biệt, đó là câu chuyện của Giê-hô-sa-phát. Khi Giê-hô-sa-phát bị các dân bao vây quanh và ông đến với Chúa, ông tìm kiếm Chúa, và sau đó ông kêu các thầy tế lễ đi trước và ca ngợi Chúa. Và lời mà họ ca ngợi Chúa như này: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. À, ngắn là có nhiêu đó à? Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Họ đang bị bao vây bởi kẻ thù đầy dãy chung quanh, ba bốn nước vây quanh tấn công họ, họ không đủ khả năng chiến thắng. Nhưng mà họ đi và họ hát cảm tạ Chúa, họ ngợi cái Chúa vì sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Thì Kinh Thánh cho biết rằng điều gì xảy ra? Đức Giê-hô-va cho mai phục tấn công, khiến những dân này đánh với nhau và họ thảm bại. Họ đánh với nhau và chém giết lẫn nhau. Và khi mà dân Judah đến thắp canh nơi hoang mạc, nhìn thấy đám đông đảo thì thấy toàn xác chết của kẻ thù không. Và Kinh Thánh cho biết rằng không một người nào sống sót cả. Giê-hô-sa-phát và quân ông đến thu chiến lợi phẩm rất nhiều của cải quý giá trên xác quân địch. Họ mang về không nổi, họ thu lượm chiến lợi phẩm này 3 ngày bởi vì rất nhiều. Rồi ngày câu 26, qua ngày đó họ nhóm lại thung lũng Bekara và ca ngợi Chúa Đức Giê-hô-va tại đó. Người ta gọi chỗ này là thung lũng Beraka. Beraka có nghĩa là gì? Quỳ gối và phước lành. Tại nơi mà chúng ta ngợi khen Chúa, tại nơi chúng ta quỳ gối hạ mình tìm kiếm Chúa, tại nơi mà chúng ta cảm tạ Chúa, tại nơi chúng ta vui mừng ở trong Chúa, thì cái thung lũng đó trở thành thung lũng của phép lạ, thung lũng của bứt phá, thung lũng của phước lành. Kinh Thánh cho chúng ta biết là nơi nào có thung lũng, nơi đó, một trong ý nghĩa của thung lũng là nơi đó có những sự nguy hiểm. Thi Thiên đoạn 23 là thung lũng bóng chết. Ê-xê-chi-ên 37 thung lũng hài cốt khô. Ê-liên 84 thung lũng Ba Ca, nơi thung lũng khóc than. Nhưng mà tại khi mà chúng ta đối diện với thung lũng, ngay cả thung lũng Ê-la là thung lũng mà kẻ thù dân Phi-líp-pin dàn quân ra để tấn công dân Israel trong 40 ngày. Tại nơi thung lũng đó, chúng ta học sự ngợi khen, học sự thờ phượng, học sự vui mừng. Chúng ta tập nói lời cảm tạ Chúa, vui mừng ngợi khen Chúa. Thì tại nơi đó sẽ là nơi mà phước hạnh tuôn tràn chúng ta. Tại nơi đó là nơi chiến thắng của chúng ta. Tại nơi đó là cái nơi mà chúng ta thấy được cái sự phước lành của Chúa đến trên đời sống của mình. Và điểm cuối cùng là điểm 6 là cầu thay cho người khác. Nếu chúng ta muốn Chúa nhậm lời cầu nguyện chúng ta, đừng cầu nguyện chỉ cho mình. Hãy cầu nguyện cho người khác. Bởi cầu nguyện cho người khác rất là quan trọng, bởi vì khi mà ông dốt, ông biện hộ với Chúa, ông nói chuyện với Chúa, ông giải trình với Chúa tất cả chuyện này. Nhưng mà không có gì xảy ra. Cho đến khi ông cầu thay. Kinh Thánh trong Dốt đoạn 42 câu 10. Khi Dốt đã cầu thay cho các bạn, có nghĩa là sau khi ông cầu thay cho các bạn của mình, cầu xin Chúa tha thứ cho các bạn của mình, những người mà đã làm cho ông tổn thương, ông đang trong tình trạng mà thấp nhất, mà có người này còn kiện cáo lên án ông, nói ông như thế này kia, thì ông cầu thay cho các bạn của mình. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Giê-hô-va phục hồi tài sản cho Gióp. Ngài ban cho ông gấp đôi tài sản ông đã có trước đây. Tất cả anh chị em và những người quen biết của Gióp đều đến thăm và dùng bữa với ông tại nhà. Họ chia buồn an ủi ông về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã giáng trên ông. Mỗi người được tặng ông một nén bạc và chiếc nhẫn vàng.
Như vậy Đức Giê-hô-va ban phước cho những năm cuối đời của Gióp nhiều hơn lúc ban đầu. Ông có 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Ông có 7 con trai và con gái cho dân. Như vậy điều gì xảy ra sau khi Gióp cầu thai cho người khác, sau khi Gióp tha thứ tội cho những người mà làm mình tổn thương và cầu nguyện cho người bắt bớ mình, những người mà đã từng phỉ báng mình và coi thường mình, thì Chúa nhậm lời ông và Chúa thưởng ông gấp đôi. Tôi xin thưa với chúng ta rằng nếu chúng ta bấy lâu nay mà chúng ta cầu nguyện cho mình hoài mà không Chúa không trả lời, bắt đầu ngày hôm nay hãy cầu nguyện cho người khác. À, khi chúng ta cầu nguyện cho một người mà cho một người thì Chúa sẽ cho chúng ta gặt 30, 60, 100 lần hơn. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa với một cái tinh thần Chúa ơi, Chúa ơi, thấy người này không? Họ 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 như thế, tình trạng như thế này. Xin Chúa thương xót họ, xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của con đi. Nhậm lời cầu nguyện của họ đi. Xin Chúa cứu con của họ, cứu gia đình của họ, cứu hoàn cảnh của họ. Chúa quan tâm đến họ. À, Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 7 rằng phước cho người nào có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Chúng ta thương xót người khác, chúng ta cầu thai cho người khác, Chúa sẽ khiến có nhiều người cầu thai cho chúng ta và Chúa cũng thương xót chúng ta. Và Chúa sẽ nghĩ như thế này, tôi tin là Chúa sẽ nghĩ như thế này, chỗ này. À, cái đứa này nó có nhiều nan đề, có nhiều chuyện của nó và nó không biết đường nào nó giải quyết, nhưng mà nó không cầu nguyện cho nó mà nó cũng thương người khác mà cầu nguyện người khác, và Chúa nói thôi mình nhanh chóng nhậm lời cầu nguyện cho nó. Khi chúng ta thương xót người khác, chúng ta sẽ động lòng với Chúa Trời và Ngài thương xót chúng ta và Ngài nhậm lời cầu nguyện cho ta. Khi chúng ta cầu nguyện người khác là chúng ta chia sẻ gánh nặng cho người khác. Thay vì người đó một họ cầu nguyện một mình, chúng ta bước vào trong một chỗ cầu thai để mà mang lấy gánh nặng cùng cầu thai cho họ. Kinh Thánh nói trong Ga-ti đoạn 6 câu 2 là hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đức Christ. À, khi chúng ta cầu thai, chúng ta đồng công với Chúa Giêsu, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thai cho thánh đồ. Trên hôm nay chúng ta sẽ có 6 điều, 6 cái yếu tố cần thiết để lời cầu nguyện chúng ta được nhậm. Hãy nhớ rằng có những lời cầu nguyện chúng ta nhậm, Chúa nhậm, nhưng lời cầu nguyện Chúa không nhậm. Và trong 6 điều đó là chúng ta phải ở vị trí đúng, vị trí thuộc linh đúng, vị trí địa lý đúng. Chúng ta cần có ở trong một cái lời cầu nguyện chúng ta từ đáy lòng chúng ta phải cảm nhận, phải nóng cháy trong lòng chúng ta phải chạm lòng chúng ta. Cái lời cầu nguyện chúng ta phải chạm lòng chúng ta, dốc đổ từ lòng chúng ta trước khi nó chạm đến lòng của Chúa. Chúng ta cần phải cầu nguyện trong danh của Chúa, nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện, tin rằng chúng ta đến với Đức Chúa Trời, Ngài nhậm lời cầu nguyện chúng ta không bởi công đức tài năng của chúng ta, nhưng mà bởi những công việc làm trọn của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cầu nguyện phải nhớ rằng cái lời cầu nguyện chúng ta phải là ý Chúa, nó phải thuyết phục được Chúa, nó phải cái lời cầu nguyện phải nó phải phải chứng minh với Chúa, đưa những lý lẽ của Chúa và nó đúng lý lẽ của Chúa và Chúa nhậm lời cầu nguyện chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ ngợi khen Chúa khi mà Chúa chưa trả lời cầu nguyện của vì khi chúng ta cầu nguyện ngợi khen cảm tạ trình rất nhu cầu của mình cho Chúa trong sự vui mừng thì Chúa sẽ cho chân chúng ta giống chân nai đi những nơi cao giống như Habacuc đoạn 3. Rồi đừng chỉ cầu nguyện cho mình không, hãy cầu nguyện cho người khác. Hãy xin Chúa cho con cái linh của sự cầu thai cho người khác, cho con tấm lòng của Ngài. Ngài ở Chúa ơi, Ngài muốn cầu nguyện cho ai, Ngài đưa ai đến con cầu nguyện, sẽ là cầu nguyện cho con. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy những bước phá ngoạn mục mà Chúa sẽ làm cho chúng ta. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Thưa Cha, con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài hôm nay. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đấng nghe lời cầu nguyện cho con và Ngài nhậm lời cầu nguyện cho con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài có những nguyên tắc và trong những nguyên tắc đó Ngài muốn chỉ cho chúng con biết làm sao chúng con thể đến được với Ngài và lời cầu nguyện chúng con thấu đến tận Ngài thi ân của Ngài. Lời cầu nguyện chúng con làm sao để động đến Chúa và Ngài giang tay ra và Ngài hành động trên cuộc đời của chúng con. Và Chúa, giờ này con cầu nguyện cho những ai chúng con tại đây và có những nan đề.
năng đề gia đình, năng đề về tài chánh, năng đề về những bất cứ điều gì trong đời sống của họ. Lạy Chúa, con cầu nguyện giờ này, xin sứ điệp này được đến và chính Ngài làm cho những lời hôm nay được gia tăng gấp trăm lần hơn trên cuộc đời của họ. Và những ai có những ước ao nào, có những điều gì và họ muốn Ngài nhậm lời cầu nguyện, qua điều này họ bắt đầu thực hành và họ sẽ thấy kết quả. Có cầu nguyện bắt đầu hôm nay, họ sẽ nhìn thấy, họ sẽ không còn phải chạy nơi này nơi kia để mà cầu nguyện được, bởi vì Chúa đã cho họ những nguyên tắc và Chúa nói rằng Ngài thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Con cảm ơn Chúa vì bắt đầu hôm nay sẽ có những người sẽ tìm kiếm Chúa trong chỗ cầu nguyện. Họ đi vào trong tháp canh, họ đi vào trong phòng riêng, họ 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 kêu cầu Chúa cho đến khi Ngài nhậm lời của họ. Con cảm ơn Ngài, con chúc phước cho sứ điệp này, con chúc phước cho những ai nghe sứ điệp này, và Chúa sẽ làm cho lời của Ngài hôm nay trở thành hiện thực trên đời mỗi đời sống chúng con, trong đó cả cá nhân con nữa. Con cầu nguyện cho những ai chúng con có những ước ao nào, ước ao về cá nhân đời sống của mình, ước ao về gia đình của mình, ước ao về những mục vụ của mình. Chúa ơi, xin Chúa lắng nghe vậy này. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.